Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Trước mắt quý vị và các bạn là một số mẫu dây loa. Có một mẫu thôi, chứ không phải một số. Một mẫu nhưng mà được làm với nhiều kiểu khác nhau để cho quý vị và các bạn lựa chọn. Quý vị và các bạn muốn đẹp thì bọc thêm vỏ bên ngoài. Có thể màu xám, có thể là màu vàng như thế này, tùy theo yêu cầu của anh em nhé. Bởi vì cái vỏ này tôi bọc theo yêu cầu. Anh em cần nó đẹp thì bọc thêm, không thì để cứ để trần trụi như này. Anh em có thể yêu cầu tôi làm rắc bắp chuối, mỏ chim, càng cua hay là rắc lưu trích, rắc sbicon ấy dành cho loa full cục đẩy, tôi đều làm cho anh em với mức giá rất là rẻ. Đây, họ có thể làm trần trụi như này. Đấy. Tuốt sẵn đầu về anh em chỉ việc đấu thôi, không cần rắc, cho nó tiết kiệm. Dây này thì dây của Nhật xịn rồi anh em khỏi phải chê. Tí mình sẽ cho anh em xem cái phôi dây nhá. Tôi đã làm sẵn những bộ như này, tuốt sẵn đầu dây, anh em đặt hàng kích thước như thế nào thì tôi sẽ làm sẵn hoàn chỉnh như này, chi âm dương này về quý vị và bạn chỉ việc đấu thôi. Dây này thì cực kỳ là ngon rồi, cái độ chi tiết và cái độ trung thực rất là cao anh em nhé. Đặc biệt là cái trung âm của nó, tôi đánh giá cái thằng này trung âm rất là ngọt ngào và lồng lộng. Anh em tưởng tượng như là cái giọng ca sĩ nó rất là nổi và chúng ta cảm nhận rõ cái độ trung thực đến nỗi mà cái lấy hơi của ca sĩ thể hiện rất là rõ. Đây là cái phôi dây anh em nhé. Cái phôi dây đây, mã mục này rất là nhiều. Anh em cứ hình dung là một cái sản phẩm của Nhật thì kể cả cái phần in trên dây nó rất là đẹp, không hề bị dại. Cái nước sơn này, nước in này không hề bị bay. Rồi, ok. Dây này thì nó sẽ mềm và to vừa phải, anh em hình dung nhé, so với ngón tay út của tôi nó nhỏ hơn ngón tay út một chút. Đấy, và nó mềm mại, vỏ thì rất là bền bỉ. Cái đây là cái vỏ, lấy tôi tách ra. Vỏ bền bỉ này, vỏ này thì anh em có thể làm dây loa đi âm tường này, làm dây loa kể cả ở ngoài trời này, dây loa sự kiện hội trường này, hay là đi trong nhà. Nó nhỏ vừa phải, nó không to và nó mềm mại, dễ đi dây. Đấy nhá. Rồi sẽ tách cho anh em xem. Anh em nhìn cái kết cấu trước, họ sắp xếp nhá, hình đồng trục. Đấy. Không hề lung tung đâu. Tức là họ sẽ sắp xếp theo hình tròn, đồng trục quấn quanh một cái lõi to ở giữa này. Dây này thì nó cho cái ưu điểm là đều ba dài. Có một số dây thì thiên về dài cao, thiên về dài chép ấy. Có dây thì thiên về dài trầm, có dây thì lại thiên về dài trung âm. Thì dây này nó đều ba dài anh em ạ. Đã test khá là nhiều thì đa số là nó sẽ chi tiết đều ba dài cho anh em. Đây. Đấy. Tách nó ra, lớp vỏ cao su. Đây là cái lớp giấy. Đây, quấn quanh cái dây này. Và anh em thấy cái màu của nó rất là đẹp. Bóc cái dây ra này, màu vàng, màu rất nhiều màu, óng ánh như này. Đây. Và anh em để ý những cái chấm như này nhá, là cái gì, tại sao lại có mấy cái gạch như này. Đây là họ đánh dấu nhá, để không bị lẫn dây. Có cái đỏ, có cái đen này, âm dương này. Đấy. Những gạch này, 3 là số 3 này, có cái này, một gạch là số 1 này. Rất là nguyên tắc nhá. Rồi, sẽ tách cho anh em xem. Dây này nó có 3 loại tiết diện dây nhá. Một trong một dây nó có 3 loại tiết diện, một là sợi nhỏ nhất như này, sẽ lợi về giải chép. Hai là sợi tầm trung như này, giải trung. Ba là giải to đùng như này. Cái sợi này sẽ trầm hơn, thêm về giải trầm một chút. Tất nhiên là sợi nào nó cũng đều truyền tải tín hiệu rồi, nhưng mà nó sẽ thiên về giải nào một chút thôi. Sự kết hợp của ba cái này nó cho cái độ chi tiết rất là cao. Tách cho anh em xem. Dây nó vẫn giữ được cái độ sáng nhá, là dây bãi và tách ra. Cái đồng nó sờ cảm nhận nó rất là mịn tay, anh em sờ vuốt thôi. Tức là cái bề mặt nó xử lý rất là mịn. Cho anh em xem một cái sợi của nó. Nó xử lý rất là mịn. Nó mịn. Cái này gọi là cái công nghệ xử lý bề mặt. Bề mặt nó mịn, truyền dẫn tín hiệu nó tốt, nó trung thực. Và nó giảm thiểu cái tình trạng bị méo tiếng. Đó. Yeah. Anh em có thể hình dung một cái lõi truyền dẫn gần như là siêu dẫn cho anh em. Và mức giá thì tôi còn ít nha, tôi bán cho anh em 101 một mét, 110 ngàn một mét. Anh em mua 5 mét sẽ là 550 ngàn đồng, bao ship tận tay cho anh em. Đây, chỗ này là mũi vế 2 mét rưỡi này, đã làm sẵn như này, giá 550, bao ship tận tay cho anh em.
Quý vị và các bạn nào yêu thích những mẫu dây loa hàng bãi Nhật như thế này với giá 100 mét thì vui lòng liên hệ trực tiếp số điện thoại từ phía dưới 0908 722 688 để được đặt hàng. Và quý vị và các bạn hoàn toàn yên tâm, anh em dùng dây loa này không hợp, không hay, tôi sẽ đổi cho anh em dây khác hoặc là gửi lại cũng được nhé. Nhưng nhìn chung là tôi đã bán đi rất là nhiều, chưa thấy anh em nào gửi lại cho tôi cả. Đây là kể cả những dàn âm thanh cao cấp đã trải nghiệm những sợi dây loa này rồi, cho dù là chỉ hơn 100.000 một mét thôi, vì nó là hàng bãi, nó rẻ tiền so với những dòng dây cao cấp. Thế nhưng về cái chất lượng của nó thì không thua kém gì nhá. Quý vị và các bạn yêu thích thì vui lòng liên hệ trực tiếp 0908 722 688. Hình thức đặt hàng, quý vị và các bạn nhận hàng, kiểm tra hàng rồi mới thanh toán và được đổi, được trả lại trong vòng 7 ngày dùng thử nhá. Cảm ơn quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào.